Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Kawas. Hôm nay em sẽ lên xả cho anh em một chiếc Haplo. Chiếc này thì được anh khách của bên em lên đời và anh ấy để lại với mức giá rất là tốt, cho nên em sẽ coi như em xả luôn giá tốt cho anh em chơi nhé. Đây, chúng ta sẽ có một chiếc Haplo tình trạng còn cực kỳ là mới như thế này, đủ hết hộp sổ thẻ anh em nhé. Chiếc này thì anh ấy có bảo là mua về nhưng không, gần như là không đeo đến. Đây, cứ để trong hộp mấy năm như thế thôi. Đấy, anh em nhìn thấy này, đây là zin nguyên bản còn rất là mới. Đấy, đồng hồ này, đồng hồ cũng còn rất là mới nha anh em. Đấy, gần như chưa có xước xác gì cả. Đây, chúng ta có nhìn thấy này, chiếc này về thì nguyên bản, bên em chưa hề sửa ba hay động chạm gì hết. Đấy, nói chung là về bên em đo máy móc thấy nguyên bản hết, rất là đẹp, tình trạng đủ hộp sổ thẻ anh em nhé. Chiếc này em xả thì chưa đến 100 triệu thôi, giá cực kỳ tốt với một chiếc full hộp sổ thẻ như thế này. Đấy, đảm bảo với anh em là không có chiếc thứ hai. Đấy, chúng ta sẽ có một cái thẻ như thế này. Hộp thì hộp Haplo em lại lên, đã lên cho anh em rất là nhiều rồi. Đấy, chắc nữa em sẽ mở qua cho anh em xem qua thôi. Đấy, chiếc này có cái date là tháng 11 năm 2015. Tuy nhiên đồng hồ còn zin nguyên bản và còn rất là mới anh em nhé. Đấy, cho nên anh em yên tâm về cái thời gian đi. Bảo hành với em bảo hành 5 năm. Đây, thẻ của Haplo anh em nhé. Đấy, máy này máy đời mới rồi, thẻ này cũng là thẻ đời mới rồi. Thẻ đời cũ của chúng ta sẽ được gắn chip, còn thẻ đời mới này là nó sẽ có cái tem như thế này anh em nhé. Đây, certificate anh em nhé, chứng nhận luôn đấy. Chúng ta sẽ có mã sản phẩm ở đây, và ở dưới này là cái series em nó. Series nó sẽ trùng với cái series ở dưới đáy anh em nhé. Đây, chúng ta có series này 1103639 này. Đấy, anh em có nhìn thấy này, 1103639. Đấy, đây là cái mã sản phẩm này. Đấy, với cái date này thì tất nhiên là hết bảo hành hãng rồi anh em nhé. Đấy, tuy nhiên thì bên em sẽ bảo hành cho anh em 5 năm cho anh em yên tâm sử dụng, và hậu mại lên đến 10 năm. Đấy, hậu mại thì bên em sẽ giảm cho anh em 50% tất cả các cái chi phí sửa chữa và bảo dưỡng. Đấy, cho nên anh em yên tâm và sử dụng nhé. Đồng hồ còn nguyên bản, chưa hề có một cái lỗi gì cả. Đấy, đây là hộp của em nó này. Đây, hộp của em nó anh em nhé. Đấy, đây, hộp của chúng ta sẽ mở ra như thế này. Thật ra hộp của Haplo thì nó cũng không có gì đặc biệt cả. Đây, đấy, chúng ta sẽ có một cái hộp ở bên trong như thế này. Vì cái hộp của Haplo ấy, để một thời gian thì cái phần nỉ này nó bị xỉn chỉn ra. Đấy, nó khá là đen cho nên em đã bọc lại như thế này anh em nhé. Đấy, cho cái xỉn của cái hộp ấy nó không bị vây vào cái đồng hồ chúng ta. Ok, ở dưới chúng ta sẽ có một cái cuốn sổ nữa anh em nhé. Đấy, thôi em sẽ không sâu nữa đâu, tại vì nó cũng không có cái gì đặc biệt cả. Quan trọng là cái thẻ anh em nha. Đồng hồ thì chúng ta sẽ có hộp và sổ chung, chỉ khác nhau là mỗi cái thẻ thôi. Đấy, nó giá trị nằm ở cái thẻ anh em nhé. Cái thẻ này thì có thể chứng minh được nguồn gốc hoặc xuất xứ của em nó. Đấy, cho nên nó quan trọng. Đây, International Warranty. Ok, chúng ta cùng quay lại cái đồng hồ chúng ta anh em nhé. Em nó có size là 42mm. Một cái size nó rất là vừa vặn và rất là dễ để đeo. Dây đen tuyền luôn này, mặt cũng là mặt đen tuyền này. Đấy, em nó sẽ có một cái thiết kế kết hợp giữa titanium và thép không gỉ anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ có khắc truyện titanium ở đây. Nói chung là về phần vỏ ấy, về phần kết cấu và phần vỏ ấy, thì là chủ yếu là titanium anh em nhé. Còn những cái phần đánh bóng này này, đấy thì hãng người ta sẽ kết hợp với thép không gỉ. Đây, các cái phần bóng này sẽ kết hợp với thép không gỉ để tạo nên cái độ bóng cần thiết cho chiếc đồng hồ chúng ta. Bởi vì titanium thì nó có đặc tính là nhẹ và bền hơn thép, nhưng nó không bóng bằng thép anh em nhé. Thép thì nó sẽ bóng hơn. Đây, khóa cũng là được thép không gỉ này. Đấy,
size 42 này thì nó sẽ phù hợp cho anh em cổ tay từ 15.8 trở lên thì đeo sẽ rất là đẹp. Đây anh em nhìn cái bộ dây này, lại dày như dây mới luôn. Với những bản Haplot mà full, Haplo mà full như thế này á thì thị trường đang bán 110 mấy, gần 120 triệu anh em nhé. Đấy thì chiếc này em có một chiếc, thì tất nhiên là cái đế em này nó cũng tương đối là sâu. Tuy nhiên để đổi lại thì chúng ta sẽ có một cái mức giá cực kỳ là tốt để chơi. Đấy, chỉ với 98 triệu thôi anh em nhé. Giá này là giá em xả cho anh khách quen thôi để anh lên đời. Đấy, thì đảm bảo với anh em luôn là giá tốt nhất thị trường. Đấy. Anh em cứ cân nhắc nha. Đấy, ưng một cái thì cứ alo cho em. Đây chúng ta sẽ có, đây em sẽ đi về cổ máy này. Cổ máy này là cổ máy đời mới rồi anh em nhé. Cổ máy đời mới rồi này. Đấy, chúng ta sẽ có, đây chúng ta sẽ có cổ máy hấp 110 anh em nhé. Đây chúng ta sẽ có khắc ở đây. Đấy, với 25 chân kính, tần số động sẽ là 28.800 VBH và tích cót là 42 giờ. Cổ máy chạy chuẩn, chính xác. Đấy và rất là bền bỉ. Đây, size số thực tế của những vị khách bên em đeo trải nghiệm thì có nhắn lại với bên em, thông tin lại với em là size số khoảng 5 giây một ngày. Đấy, size 5 giây một ngày so với một chiếc Haplo là rất là ok rồi anh em nhé, cực kỳ ngon rồi. Vì Haplo chưa bao giờ được đánh giá quá cao ở cái phần máy móc. Đấy, nhưng được cái là em nó rất là ít lỗi vặt, bền bỉ. Đây Haplo thì người ta đánh giá cao về cái sự trẻ trung và hiện đại và thương hiệu của em nó nữa. Đây em sẽ trên tay 15.8 cho anh em cùng xem nhé. Đấy, tay 15.8 thì đang đeo khá là ok, rất là đẹp. Đấy, cái thiết kế này anh em mà kết hợp với sơ mi ấy, thì cực kỳ là ok luôn. Kết hợp với sơ mi rất là chất lượng. Anh em thấy không, rất là đẹp. Ok, anh em mà quan tâm thì có thể inbox Zalo cho em nhé, hoặc có thể gọi trực tiếp vào số line của em cũng được. Tất cả các cái thông tin liên hệ em có để dưới phần mô tả anh em nhé. Còn bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.